Trung Hoa, đời nhà Tống. Vua Tống Thái Tổ, Triệu Khuôn Dẫn khai cơ lập nghiệp 4.000 năm Đại Tống. Đến đời vua Tống Chương Tôn, trị vì thiên hạ, chống biên cương, giặc Kiết Đan nổi loạn. Tống Chương Tôn thân chinh đi dẹp giặc. Tại triều đình, ái phi của vua là Lý Thần Phi hạ sanh một hoàng nam. Tin lành cấp báo đến biên thùy, vua Tống Chương Tôn rất mừng vì đã có hoàng tử để nối ngôi. Nhưng rồi sóng gió nổi lên, Lưu Hoàng hậu vì lòng ghen ghét, sợ mất ngôi chánh cung nên đã âm mưu với thái giám Quách Què, Ly Miêu quản chúa, và nhẫn tâm thiêu đốt Bích Chân Cung, giết Lý Thần Phi và hoàng tử để diệt trừ hậu họa. Mai thay, Lý Thần Phi được cung nữ trung thành là Khố Thừa Ngự hy sinh cứu mạng. Lý Thần Phi thoát khỏi Bích Chân Cung và lưu lạc đến huyện Trần Châu, cùng với dưỡng tử là Quách Hải Thọ bán cải ngày đêm phụng dưỡng. Vì cuộc sống nghèo khổ nơi lò gạch và lòng thương nhớ con nên bà đã khóc mù đôi mắt. Trời cao có mắt đã không phụ người hiền. 18 năm sau, Bao Công đi tuần tra tại huyện Trần Châu và gặp được Lý Thần Phi, vụ án phơi bày. Kính mời quý vị thưởng thức trích đoạn Bích Chân Cung kỳ án. Tác giả Minh Tơ Thanh Tòng, đạo diễn Thanh Tòng, tân nhạc Minh Tâm, cổ nhạc Duy Kim, Duy Khôi, Văn Hải, với các nghệ sĩ: nam nghệ sĩ Tuấn Minh trong vai Trương Long, nữ nghệ sĩ Quế Trân trong vai Quách Hải Thọ, nữ nghệ sĩ Tài Linh trong vai Lý Thần Phi, và với sự góp mặt đặc biệt của nam nghệ sĩ Thanh Tòng trong vai Bao Công. Trích đoạn Bích Vân Cung kỳ án bắt đầu. Thank you.
về là nghe tiếng à. Thọ, con về đó hả Thọ? Dạ thưa mẹ, con mới về. Sao con, hành với ớt con bán còn hay hết, đem tiền đây mẹ tính coi được bao nhiêu. Mẹ ơi, hôm nay con bán không có ai mua hết à. Sao, không ai mua hết à? Dạ, nhưng mà mẹ đừng có lo, con bán không có ai mua, nhưng mà con được nhiều tiền lắm. Bạc một gói tới 50 lượng lận đó mẹ. Mẹ coi đi. Cái thằng điên, mẹ có thấy đường đâu mà coi. Ý chết, con quên, con xin lỗi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, tiền nhiều ghê vậy đó. Ủa, tiền ở đâu mà nhiều quá vậy Thọ? Dạ tiền của con đó mẹ. Thôi thôi, mày đem trả cho người ta mau. Bài tánh xấu gian tham trộm cắp xâm giềng không ai ưa hết. Một trả, hai trả, trả cho mau. Mẹ ơi. Nè, mày không trả, tao la nàng lên bây giờ đây. Mẹ ơi, mẹ đừng có la. Sự tình con sẽ bài phân, má đừng có la. Gánh rau mới ra khỏi nhà, bóng cuồng phong mình trời. Hai thằng cha quan lân xông vào trói con cho rằng, tánh tham lấy đi giấy tờ rồi lôi về đến công má đường. Đuôi đầu sự thế bài phân, má lòng luôn nóng nghe. Ước quan trẻ thơ phân bài, vắng lòng tham bao giờ. Mãi nhờ tình thương cô bác, mười người đến quán kêu này. Xét ra bởi hai du hoàng, người hàm hồ lôi thôi mới bị ông quan này. Con phân hết cho quan tường, nuôi thân máu đuôi mù. Sống cơ hàng nhưng lòng không gian tham. Ông vừa nghe lời khen con hiền lương, thương dân nghèo sớm hôm tàu lần, mới cho con đúng 50 lượng đó dưỡng nuôi. Hiếu thân vô ngờ. Hải Thọ, con nói thật. Dạ thưa mẹ, con nói thật mà. Nè, đừng có dối mẹ nghe con. Con mà nói dối mẹ hả? Cho con chết xuống dưới diêm vương cắt lưỡi con đi. Thôi thôi, mẹ tin con. Mẹ tin con ha. Mẹ ơi, mẹ cho con hỏi cái này nghe. Sao mà ông quan lớn cho tiền mình á, cái mình không lấy mình cũng có tội, mà quan không cho mình lấy mình cũng có tội vậy mẹ? Vậy chứ sao con? Ông cho mà con không lấy là con mang tội với người. Ông không cho mà con lấy là con mang tội gian tham trộm cắp. Biết chưa? Dạ con hiểu rồi. Mẹ ơi, con cho tiền mẹ đó, mẹ cất đi. Thôi, con cất đi. Đó, thấy chưa? Con cho tiền mẹ mà mẹ không lấy là mẹ mang tội dễ ngươi với con rồi đó. Sao con dại quá hả? Con thấy đường thì con cất, mẹ không thấy đường biết cất ở đâu. Vậy thôi, con xả tội cho mẹ đó. Để con cất giùm cho. Mà lạ chứ, ông quan nào mà nhân đức quá vậy cả. À, hay là mới hồi trưa tôi nằm chiêm bao, mơ màng nghe thần đóng nhạc mất bảo tôi đồng cao như bao công. Mà muốn nghĩ lại, chiêm bao mộng nghĩ không đồng, có lẽ đâu tâm não chi nhân tất cứ. Thọ, Thọ à. Dạ. Ra đây mẹ bảo một chút thôi con. Dạ thưa mẹ, gọi con. Chẳng hay ông quan ấy hình dạng ổng ra sao mà ổng nhân đức quá vậy Thọ? Mẹ muốn biết hình dạng ông quan này hả mẹ? Để con tả cho mẹ nghe. Cái ông quan này đó, ở trên đầu ông đội cái mão thật là to, có hai cây thước nằm ngang dẹp dẹp dài dài. Hai bên có hai cái tuổi thật đẹp thay, gương mặt ông như cục than đen xì. Mẹ à, thiệt là dĩ kỳ, thật là từ mấy lâu nay con chưa có thấy ai như cái ông quan này. Ở trên trán có cái quần trắng trắng, chân mài tựa
cái thằng điên. Sao mày nói bậy hoài vậy hả? Thiệt mà mẹ. Thôi thôi, khùng vừa vừa vậy Thỏ à. Mà Thỏ à. Dạ. Con có biết ông Quang đó ông tên gì không vậy con? Dạ biết chứ, con biết tên ông Quang chứ mẹ. Con từng làm việc chung với ổng mà sao con không biết được. Làm việc với Quang? Dạ. Hồi nào? Dạ thì mới hồi sáng này nè. Ông Quang ổng bắt con đó, cái ổng làm việc với con. Con nói vậy chứ con biết tên ông Quang đó mẹ. Con biết tên ông Quang? Dạ. Đâu, nói mẹ nghe coi. Dạ, ông Quang ổng tên là bánh bao bị ế, tiêu diện chùi lư. Hả? Cái gì mà bánh bao bị ế chi diện chùi lư? Dạ đúng mà, con nghe rõ ràng vậy mà. Hay là bao công việc chế thiết diện vô tư chăng? Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Thỏ à. Dạ. Đây nè, để mẹ cắt nghĩa cho con nghe. Bao công thị chế chứ không phải là bánh bao bị ế, thiết diện vô tư chứ không phải là chi diện trù lư. Vậy hả mẹ? Vậy chắc tại con đứng xa quá con nghe không có rõ. Mẹ ơi, mà sao người ta gọi ổng là bao công thị chế thiết diện vô tư vậy mẹ? Đây nè, để mẹ cắt nghĩa cho con nghe. Thiết diện là mặt đen như sắt, vô tư là công bình chính trực mà không tư diện một ai, mỗi chuyện đều ngay thẳng, cho nên thiên hạ người ta mới gọi ổng là thiết diện vô tư đâu con. Dạ con hiểu rồi. Mà Thỏ à. Dạ. Con đi giùm mẹ một chút nha. Dạ đi đâu vậy mẹ? Con lại đặng công sở của ông Quang cho con tiền hồi sáng đó. Chi vậy mẹ? Con hỏi cho kỹ càng, hỏi như ông có phải là bao công thị chế thiết diện vô tư chăng? Ổng đó mẹ ơi. Nếu như người nói phải thì con nói như vậy: nói mẹ tôi không có công dư, dạy tôi đòi ông tới cho mẹ tôi dạy việc. Mẹ! Trời ơi, mẹ dữ chưa? Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ dám lên giọng bà Hương bà cả? Mẹ nói theo điệu thánh thần. Mẹ ơi, một dân nghèo như vậy sao mà dám đòi quan nói chuyện? Bộ mẹ không sợ chết hả? Mẹ không có lên huyện đường cho nên mẹ không biết. Con lên huyện đường nè, con thấy ổng rầy mấy ông quân hầu chạy gần bể cái xương mông, té dồn cục dập trầy mắt cá. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ buồn con chịu tội với mẹ. Con không có dám đi đâu, con sợ bị đòn lắm. Thỏ, mẹ ơi. Nhiệt mày không đi hay sao? Con không dám đi đâu. Chỉ có chút ít mà mày còn từ chối, rủi tao có chết rồi mày dám bỏ cho chó xe quả tha mà. Mẹ, uống cho tiên hiêu nhi cô bác tặng cho mày, uống cho ba tánh họ lầm lỗ miệng. Nay mày trổ tài cứng đầu cứng cổ, tới công tao nuôi dưỡng bấy lâu, con cái gì mà đồ ngu vô chi tử mà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không vậy mẹ? Thỏ. Dạ. Mình đi không? Con không đi, mẹ chết liền cho con coi. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết. Mẹ chết rồi, con sống với ai đây? Mẹ ngồi đây đi, để con đi. Trời ơi, thiệt khổ ghê vậy đó. Nếu mà con không đi á thì mẹ buồn, mẹ sanh bệnh. Mà con đi rồi á thì, trời ơi, cái đít nó cao hơn cái đầu. Thôi, chữ hiếu nhi con giữ gọn một câu: mẹ ở nhà, để con đi mời ông vua thập điện. Mày nói ai là ông vua thập điện? Tại cái mặt của ổng đen thui như bức tượng ông vua thập điện trong chùa, con mới nói. Hay Thỏ, thôi thôi, nghe mẹ dặn cho kỹ rồi hãy đi. Dạ. Con qua nói cho phải chuyện, nói mẹ tôi cho đòi thẩm cấp tới đây. Mày đừng nói thỉnh nói mời, người ta khi dễ mày về đây còn có tội với mẹ đà.
Mẹ ơi, tiếng thỉnh tiếng mời còn có tội, tiếng kêu tiếng gọi ắt bị đòn. Đây nè, bổn phận làm con, dầu ông có đánh chết con cũng đừng cãi mẹ. Đi cho mau. Chết rồi còn đâu nữa mà cãi. Dạ thưa mẹ, để con đi. Xin vĩnh biệt người mẹ thân thương, xin vĩnh biệt cải hành rau hẹ lò gạch ơi, xin vĩnh biệt. Dạ, ông đã tới nhà của con rồi. Ông chờ con trong chốc lát. Nhanh lên. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mừng quá mẹ ơi. Con vừa thoát qua một sự hãi hùng kinh khiếp. Con mời thượng quan đến đây và con vẫn còn sống trở về với mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ tính sao? Chỗ nằm ngồi u tệ quá dơ, đệm chiếu rách, sắm mùa sao cho kịp. Ông quan ông vô rồi ông ngồi ở đâu hả mẹ? Hải Thọ, con ra hỏi cho phải chuyện. Hỏi như ông có phải là bao công á, thì mẹ tôi cho đòi vô giải việc. Còn không phải là bao công thì đi về đi chứ đến cho thất công. Mẹ ơi, con lại mẹ mà. Mẹ thương con, mẹ ráng lần mò ra cửa. Mẹ vòng tay tiếp đón thượng quan. Mẹ nghĩ coi, ông quan ông lớn như vậy, sao ông chung vô đây lọt hả mẹ? Thôi đi đi, sao mày đứng đó mày cãi hoài vậy hả? Thì khổ ghê vậy đó. Dạ thưa ông. Hãy Thọ, thế nào? Dạ bẩm ông. Sao? Con ra đây muốn nói một việc, nhưng con xin phép ông, cái này là mẹ con nói chứ không phải con à nha. Mẹ mày nói gì? Dạ mẹ con nói ông phải chung vô lò gạch, chứ mẹ con không có ra đâu mà ông đợi. Mày ẩm gia gia, ở đâu phục quỷ đứa tiểu nhân chi gặp? Một ngôi vị thượng quan là phải nhập phao. Thằng xuất sanh ăn nói cơ cầu, bất trị tội chứ đâu tư vị đó gia gia. Hoàng Trương Long. Dạ. Gia gia muốn hán tường chung thủy, dầu nhọc nhằn ta chẳng xa bao. Người mau kiếp bước vào trống, xem cho rõ rồi trở ra bấm lại. Tuân lệnh. Hải Thọ. Dạ. Dẫn đường. Thưa ông, tới rồi. Tới chưa? Dạ rồi. Tới rồi hả? À? Dạ. Thọ, mẹ mày đâu? Dạ mẹ con đây nè. Hả? Mẹ mày đây hả? Dạ. Nãy giờ mà tao tưởng cục đá chứ. Thọ. Dạ. Sao mẹ mày mở mắt trâu tráo mà mày nói mẹ mày đuôi mày? Dạ con đâu có nói mẹ con đuôi. Chứ sao? Con nói mẹ con không thấy đường. Mẹ mày không thấy đường phải không? Mẹ ngon. Dạ hai. Ủa, tao hỏi mẹ mày chứ tao có hỏi mày đâu. Này bà kia, lò than làm chỗ dung thân, không biết hàn gì còn có dòng tiếng trầu cao. Bà muốn yên thân ra ngoài nhìn đón quan giao, theo phép công đoàn rồi khổ thân dân.
so cưng, vậy đừng lộn xộn lôi thôi. Bảo thanh thiên phán vào, bóng ông đi ba chờ lâu không nên. Thôi cho nó lớn lời, cả gan bà đuôi cho đuôi thêm. Ê đừng đừng, tội nghiệp mẹ con mau. Hãy thọ, dẫn đường tao ra. Bẩm gia gia. Trường Long. Dạ. Thế nào? Bẩm gia gia, có một mụ đuôi tuổi độ chừng 40, quần áo rách rưới lang thang, nhưng ăn nói rất tự kiêu. Bẩm gia gia, bắt mụ già trị tội cho rồi. Mụ vô phép, dám đòi gia gia vào nói chuyện. Thôi được, chúng ngươi hãy hầu ngoài, để cho gia gia vào trong xem cho biết. Tuân lệnh. Hải thọ. Dạ. Dẫn đường. Dạ mời ông theo con. Sao cho em việc nghen, con thấy tội nặng lắm rồi nghen. Mẹ ơi, con có cảm giác hôm nay cái lò gạch này sắp trở thành cái lò thiêu rồi đó. Bổn quan đã vào đây, mũ xin chào vô tư văn chuẩn đó. Đó. Người quy tướng giả hành y cầm nhãn an quan tể thể khôi ngô, trông thê là phu nhân nào thê mảnh đơn cô, có vẻ trọng thái mà biệt bổn quan mà chào hỏi đây mà. Người bông quan kia, có ta đây. Người mời bao công đến đây để làm gì? Nói đi. Dạ bẩm ông, con mời ông ngồi. Để đó cho ông. Ai cho phép mà ngồi? Hả? Mũ chưa chắc ngài là bảo công văn chuẩn. Ba thua. Ba là bao công văn chuẩn, chứ còn ai mà không phải hả? Nếu quả thật là bảo công văn chuẩn, thì hãy quỳ trước mặt mũ đây cho mũ khám nghiệm. Quỳ! Quỳ à!
lại khiết sức nên là khổ, buộc cho ta trong hoàn cảnh ngặt nghèo phải làm vô xa, lại sắc đầy đến nỗi hơn ta. Dạ thưa ông, con lại ông mà, ông thương cho mẹ con ông ơi, ông tha cho mẹ con đi ông. Nếu đã thương dân khổ thì đừng nài chi tước phẩm. Thôi được, vậy lão cũng nên trụ tâm bước lại cho gần, kéo việc quan ức người không mở miệng. Hãy thọ đầu. Dạ mẹ ơi, chết con rồi mẹ ơi, mẹ ở lại mạnh giỏi. Cầm máu cho ông nhớ nghiêm trang trịnh trọng đó nha. Này người bóng quan kia có ta đây, chẳng biết người thí nghiệm bao công như thế nào, nói thử cho bóng quan nghe. Mụ đây khâm nghiệm, nếu quả là bao công thì phía sau ô có ba đốt xương yên nguyệt tam sang. Còn không có thì không phải là bao công. Mụ đây không thể thốt lời ra với ai cả. Việc quan ức dầu nên chết cũng không đành mở miệng với ai. Tại sao bà biết bao công của bà đốt xương yên nguyệt tam sa? Vì có thần đóng nhạc mắt bảo mụ đây mới biết. Thần đóng nhạc, thần đóng nhạc, thần đóng nhạc. Thôi, bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khám nghiệm. Hải thọ. Dạ. Ông quan ấy ông quỳ chưa vậy con? Dạ ông quan ấy ông quỳ rồi đó mẹ. Quỳ rồi à? Dạ. Hải thọ. Dạ. Ông quan đó ông quỳ gần hay xa vậy con? Dạ thưa mẹ, ông quỳ ở đằng kia kìa. Tại sao vậy? Con hãy ra bảo với ông rằng ông phải quỳ trước mặt ta đi nè. Mẹ ơi, chết con rồi mẹ ơi. Thank you.
ông quan ấy ông quỳ gần chưa vậy con? Dạ, ông quan ấy ông quỳ gần rồi đó mẹ. Quỳ gần rồi à? Vậy mới được chứ. Họ dẫn đường cho mẹ. Tôi muốn truyền miễn lễ hiền canh kha bình thân. Miễn lễ hiền canh, miễn lễ hiền canh, miễn lễ. Văn thuyết đạo tâm trung ao à, nào à, hưng trầm ngôn khổ phẩm mi à, 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 lương ê. Đây là Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng Nương hay Bưu Điện Ngọc cũng trường khác chi à. Bơ này người bông quan kia, không biết bà là người như thế nào mà dám miễn lễ cho bổn quan ra vậy hả? Thôi khinh đi, khinh tệ lắm mà. Trời ơi, còn mắng ta tệ nữa. Trong cả thiên hạ ai cũng biết khinh là lỏng đồ học sĩ, nói cả trời ai cũng biết khinh là thiết diễn vô tư. Khinh ơi, mẹ xa con người tám năm dư, sao khinh đành để cho mẹ sầu con đời. Thinh thiết trầm ngôn thật là khủng khiếp, không biết bà là người ở cung nào thất lạc tới xứ trần châu. Vậy bà hãy nên tỏ cái đuôi đầu để lỡ phu hồi trào giống tâu. Bà là ai? Bao khinh. Bao đau thương dòng tố đa sao nỡ để kết xa thâm tình.
cùng cách xa. Tai nghe bay cung
sang báo tình rằng đêm nay đuốc cùng quanh quê kỷ mưa dân bài xa. Ai mà ao dám qua màu của thân xa qua cậy ai nuôi dưỡng, cơ sao bà ở chung pha âu, xin trên tỏ hết đuôi đầu, dưới tường cõi rễ chung thần lắng nghe. Bao khinh ơi, lúc quả quảng ta liền chạy ra cửa thành tây lánh nạn, ở cùng vợ chồng Quách Nhi đổ một hai năm. Nhưng rủi thay, trời nắng hạn lúa ua mã khô, muôn dân đồ tháng, phần thì đói khổ nên dân tình dây loạn. Lúc đó vợ chồng Quách Nhi mới sanh đậm hải thọ này, tuổi đổ một hai. Nhưng rủi thay, vợ chồng Quách Nghi mới chết sớm đi, khiến cho cảnh khổ mũ làm sao sống nổi. Ta mới bồng Quách Hải Thọ lên đường hành khất, lê lất thun lân tìm chỗ nương thân, bâng khuâng nỗi nhớ quân dân. Phần thương hoàng tử nên mũ khóc mù đôi. Hãy thọ cuốn thoáng thoáng nghe qua bao lời thương con cũng tôi, mẹ cha sớm vội lìa con lúc con khờ, nhờ từ thân bao tháng ngày dạy dỗ dưỡng nuôi con, thời chẳng đời con nên cứ đi tâm tình. Mơ lớn lầy sống bao tháng ngày, thương con thơm sớm ban buồn, dù cho tình thân sân sao cho bằng. Thời gian qua rồi cười bơi nhìn khổ đau sầu thương, dù sau trong lòng ngàn muôn năm há phải à. Con thơ ấu con ngu khờ, nuôi thân máu đuôi mù, tuy cơ hàn nhưng lòng không gian tham. Ông lại con tiếng gian đồn xa, e cho bao người chẳng thương tình, đáng cái không mua
Không sao đâu, ân nhân hãy đứng lên đi. Muôn tâu lĩnh bà, không biết hoàng tử có dấu vết gì hay không, để thần đây dễ bề tìm kiếm. Nếu Bao Khanh có lòng tìm kiếm thì hoàng tử của mụ đây có dấu vết riêng. Muôn tâu, dấu vết riêng như thế nào tâu lĩnh bà? Nếu rủi có chết thì thôi, còn nếu như hoàng tử còn sống thì bàn chân trái vuốt dảnh lên có hai chữ xả tắc, còn bàn tay trái xòe ra có ẩn rõ hai chữ sang hồng. Môi son trăng cao, mắt phượng mày ngài, nhưng vì mẹ con xa cách đã lâu nên giờ đây ta vẫn chưa tường hình. Nếu có dấu vết riêng thì thần đây sẽ tìm được. Muôn tâu, xin kêu từ trở lại bể rầm, tả hoàng hậu quách ân nhân thần xin lui bước. Mỗi lòng trong chân hiền khanh, xin thấy nương an tâm vững lòng. Mong ước sao con mẹ đoàn viên, tuy khó khăn nguy nàng tâm quyết tri tâm. Đường ngàn trùng sinh chúng khang lành, nơi pháo đêm ngày thịnh lòng khôn xa. Mà dung qua bao kẻ đang cứu đời.